Một là các game mới ấn tượng vừa được các hãng công nghệ trình làng tại triển lãm giải trí điện tử E3 2014 tại Las Vegas của Mỹ. Sony giới thiệu trailer và gameplay của trò chơi Destiny, game bắn súng ở góc nhìn thứ nhất được xây dựng bởi Bungie Studio. Về nội dung, Destiny là một trò chơi mà trong đó người anh hùng chiến đấu chống lại kẻ thù ngoài không gian. Trailer Destiny được trình diễn đêm nay nói lên tầm nhìn mới của chúng tôi, từ đồ họa đến tương tác xã hội, mang lại trải nghiệm nhập vai sâu sắc. Và giống như những game xuất sắc trên thế giới khác, quý vị sẽ được chơi Destiny đầu tiên trên PlayStation. Sony cũng giới thiệu thiết bị PlayStation TV, cho phép người dùng truyền nội dung từ thiết bị chơi game PlayStation 4 ra màn hình TV khác. PlayStation TV hiện có thể chơi gần 1.000 trò chơi. PlayStation TV sẽ bán với giá từ $99 và là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Amazon với Fire TV. Microsoft thì chính thức giới thiệu phiên bản mới của series game Halo với Halo Master Chief Collection, bao gồm Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 và Halo 4 với độ phân giải HD. Game Halo đã từng được ra mắt trên Xbox, dịch vụ Xbox Live cũng như Xbox 360. Này với phiên bản Halo Master Chief Collection, các game thủ có thể nhập vai trọn vẹn cả series câu chuyện trên Xbox One. 5 tháng đầu năm nay, Sony đã bán được 7 triệu máy PlayStation, trong khi đó Microsoft bán được 5 triệu chiếc Xbox One.